Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Bốn Bánh Auto. Và hôm nay em sẽ làm một video clip nói về một chiếc xe Kia Morning đời 2010 bản nhập khẩu LX số sàn. Đây là tổng thành xe của chiếc xe 2010 này. Cái xe này thì rất phù hợp với bác nào thích xe nhập khẩu mà đời cũng khá là cao, là 2010. Số sàn bản nhập khẩu. Tổng thành xe đây là răng đúc một chiếc xe màu bạc, đèn này, một phần đèn của nó này, biển 99A. Tổng thành xe chiếc xe này mà đi gia đình rất là hợp lý, đối với các bác nào có nhu cầu tầm tiền dưới 200 triệu mà thích xe nhỏ gọn đi gia đình. Tổng thành xe đây 2010 bản nhập khẩu. Con này nó là bản SLX thì nó khoảng 200 triệu. Con này nó là bản LX, bản đủ nhập khẩu. Bác nào mà quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại em để trên màn hình 0978 807 858 hoặc 0971 076 888 để em tư vấn chi tiết cho các bác. Đây là phần lốp này. Lốp vẫn còn rất là mới này. La răng đúc mà bản đủ nó sẽ là la răng đúc. Morning thì hiện tại em còn một con Morning màu trắng bản 2011, nhưng mà nó là bản sport, bản trong nước nữa. Bản trong nước, con này là bản nhập khẩu. Nó có giá là 175 triệu màu trắng. Bác nào quan tâm để Hà Nội, bác nào quan tâm thì có thể liên hệ, mà thích đời cao hơn thì có thể lấy con đấy, rẻ hơn, nhưng mà tầm tiền đấy, nhưng mà nó sẽ rẻ hơn một chút. Cái kia là 2010. Kia 2011, con này là 2010. Bác nào thích xe nhập khẩu thì có thể lựa chọn chiếc xe này. Nội thất đây, con này hoàn toàn là không dịch vụ taxi nha các bác nha các bác nhá. Vô lăng củ số này, xe vừa về được một lúc thì em quay luôn cho các bác. Để các bác nào mà quan tâm dòng xe này thì có thể đặt cọc luôn. Đồng tiền này nó ngang một chiếc xe ghét đang có tại salon hoặc là Lacetti, Morning, Spark, một số xe tầm tiền đó. Đây là toàn bộ nội thất của chiếc xe này. Vô lăng củ số đây, có bóng khí của các bác nhé. Tổng thành nội thất đây, hoàn toàn không dịch vụ taxi. Táp ly cửa đây. Thì em sẽ đi vào phần bên trên, nội thất bên trên. Đây em đi vào phần ghế bên dưới. Trần đây, trần 3D rất là đẹp. Táp ly cánh cửa. Cửa các mấu chốt khóa. Đây là trần rất là đẹp. Với tầm tiền khoảng chưa đến 200 triệu mà 180 triệu mà lựa chọn một chiếc xe nhập khẩu nhỏ gọn như này về rất là hiếm. Tầm tiền năm nay thì ưu tiên là xe ít tiền, nên là về cái là anh em họ đặt cọc lấy luôn. Các bác nào có nhu cầu quan tâm thực sự thì có thể alo trực tiếp để em tư vấn và cọc chốt xe. Đây là nội thất đây, lỉ bốn cánh cửa. Đây là phần nội thất đằng trước, vô lăng củ số, rồi là ghế, táp ly cánh cửa đằng trước đây, mặt táp lô. Xe này là bản đủ nhập khẩu số sàn, chạy được 2010, chạy được 11 vạn 9 các bác nhé. Xe chạy khá là ít, hoàn toàn không dịch vụ taxi một ngày nào cả. Vô lăng ở đây, chủ khá là dữ, biển 99. Xe vừa về. Đây là phần táp ly cánh cửa trước, các phím điều khiển cánh cửa này, lên xuống kính này. Sau đây em sẽ đi vào phần máy chiếc xe này. Đây là toàn bộ phần máy của chiếc Morning LX đời 2010 số sàn nhập khẩu này. Hoàn toàn nguyên bản, không mất một, không bị một cái vết cà lê nào cả. Còn là máy nguyên. Keo chỉ đây, keo chỉ lắc combo.
máy này, phần răng máy, đèn rất là đẹp, đèn đây. Với tầm tiền như chiếc xe này thì các bác có thể lựa chọn một chiếc xe Gate hoặc là Morning bản trong nước đời cao hơn một chút, hoặc là Lancetti đời cao, đời khoảng 2009-10, hoặc là Spark đời cao. Thì trên đây là một video em giới thiệu về chiếc Morning nhập khẩu số sàn này. Bác nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại giúp em để em tư vấn chi tiết cho các bác. Và em xin kết thúc video tại đây. Xin chào các bác và hẹn các bác ở các video clip tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại.